Thế mà vừa tối đây. Đây là gọi là một xưởng sản xuất bánh chưng. Đó con gạo nào, xin bát gạo đây nhỉ? Chưa ngon. Kia là đổ đấy còn không? Đổ đấy còn đấy ạ. Đây xin bát gạo đây đấy. Để lốt này. 70 cân thì hơi nhiều. Chậm tí nữa thì phải nhớ cho muối vào, không còn nhạt. Đường đi. Tám mẹ con. Đã kêu xuống cơ. 60. Nói to. Mẹ. Con xuống đây rồi, con này về anh. Nãy em qua đấy rồi, thấy bảo ông người cứ như đi mượn thế này. Tao gặp vài cái trang. Cái đến nơi rồi, ốm rồi. Mệt quá cơ. Bà bảo ông xem thế nào, không việc gì đẻ rửa mất. Ở đây Giác đi sớm nhỉ cô nhỉ? Hôm nay đi sớm để nghỉ Tết thế nào? Không được gì, không được gì, ông nói lại. Hôm nay Tết đến đây rồi, thế rồi. Còn hai bà bò nữa là hết. Ăn bữa hết thì còn hết. Bác Hòa gói khéo phết làm gì? Ba mười Giác rồi, chụp tập đấy. Năm ngoái bắt đầu, năm nay cái này chính chưa quên, không nhớ, mà các bác nhớ. Lá năm nay cũng đẹp đấy nhỉ, lá cũng vừa đấy, lá bánh đẻ đấy. Năm nào chẳng đẹp rồi, năm nào mua. Năm nay lá mùa đâu gì? Chỗ này không đủ. Lá không trọng. Không đủ một cái nữa. Không đủ một cái nữa. Đi có ai thiếu một bát thì. Chỗ này được không đủ cái nữa à? Có cái bé. Không có nữa à? Hết gạo rồi bà. Đầy gạo. Đây, bà đổ ra đây. Đi đổ ra đây thì được bát. À được. Không còn một yến. Đi đổ đây, đi đổ đây. Rồi kia bánh kia ta sợ là gạo đấy. Ở nhà, ở rất nhà bà thổ ấy. Quá. Cháu lại ốm theo ông. Bé hơn. Bé. Không thế. À con này có sinh. Học nghề nghề gọi là chứ. Nó cùi rồi bé. Ba lá hay bốn lá? Ba lá rồi. Rồi kia kia, hàng trong kia kìa. Ông may gói dày phết nhỉ? Chặt đi gì ạ? Gói dày phết nhỉ? Bánh này dày. Cháu một gói chỉ mỏng bằng độ 2/3 đấy. Đây mình vuốt mình gói cả lá. Cháu có các phải đo bằng cái này cho cắt. Để lâu quá. Gói khuôn này có vẻ mỏng nhỉ? Khuôn này mỏng. Chà mỏng. Lâu chặt lá, rồi còn gói tay nhanh. Khuôn như người ta chỉ cắt lá nên mình khuôn tùm tùm nó khó vậy. Cháu vừa thử cái thôi. Khuôn bây giờ nó cứ thế này, ai cắt lá ở nhà bàn khuôn hết thế này. Nó bị to bánh như này còn cắt lá đi thì lấy đâu ra bánh to, nó còn độn thêm cả lá vào nữa. Mình gói ba cái là phải bốn cái năm cái lá. Thế mình gói được mấy cái nào? Bánh nhân đường. Bánh nhân đường này đánh dấu nào đấy? Ngà bé lắm. Ôi, thêm lạc vào. Thôi. Ngà chính xưng tao ấy, tao này là to quá. Cháu đáp gạt đấy. Ngà có ít gạo hôm tí nhỉ? Em có ít gạo. Tao hai bát đầy. Cháu chỉ hai bát gạt. Thế thì không thế. Cháu chỉ hai bát gà thôi. Ai mà vướng bánh bánh của Nga là bé hết. Nga này bé hết thật. Tao phải vướng ông như vậy, chúng mày. Ăn là đói đấy. Ăn đói, còn thèm. Bà Hương không ăn được bánh của cháu. Tao của mày, tao hết một cá. Bé tặng bánh xinh. Bánh xinh. Giống bánh đường đấy. Mà cháu gói chắc tay. Ăn. Bánh nó không nở được cái nứt ấy. Nó sống như bụng lá. Bánh đường này là dễ bị sống đấy. Ngất lại. Sống. Tiếp tục nữa không? Thế là còn gạo. Ủa, vẫn còn bào gạo nữa. Còn bò nữa thôi. Thôi thôi thôi, để ấy, để bao nhiêu? Từ từ để ra cho còn nhiều đường này mà, chỗ này còn bao nhiêu cái nữa? 6 này, 10 này, 1 18 cái nữa. 18 cái ngọt, còn ở trong kia là tầm khoảng 11 cái mặn nữa. Đấy, được cái chứ. Vuông phết. Không nắn góc đâu vuông à? Được rồi. Có 50 cái, 3 cái nữa. Được.
Bỏ nhanh hết. Rồi. Chuyện. Rồi ba lỗ nữa còn đâu bỏ. Hết gạo rồi, vậy còn 3 4 và 3 bò nữa to lên nhá. Hết được gạo rồi. Bò hết đi mai mua rồi xong, thổi xong. Xong rồi lấy cái kia cho mình được. Rồi, bắt rồi. Đi vào đây xem ông May ông gói như nào mà dày đấy. Ông May ông gói kiểu gì mà bánh dày đấy nhỉ? Cháu gói bánh nó cứ mỏng bằng độ 2/3. Thế này có gì đâu. Sao gói cái nào mà dày thế? Có gì đâu, nó vẫn thế, có gì đâu. Làm mà không đâu cả kiểu gì. Để soi xem mà ông cái tảng của em để cho nó vào đấy vết hết. Vẫn ông cho mấy miếng thịt? Hai miếng. Hai miếng à? Một miếng lạc, một miếng mỡ. Ba đấy. Còn chú ba. Một yến mấy cái? Hai bát gạt này gì? Một yến ba cái. Sao ấy đâu rồi? Này. Cái giá này ấy quá Hương. Yến một con to phải 28 cái. Không phải, ngâm một nước cho cái rổ lên, cho cái ấy lên đây, cho cái chậu bé thôi. Cho chậu bé thôi. Để gạo ngâm trong nước này nói chuyện gì. Cho cái chậu bé thôi, ra bé chậu bé thôi. Thả vào nước thì súng mày bánh. Đặt cái bát đấy ở dưới được vào không ạ? Cho cái bát ở dưới. Nào, chuyến đây. Đặt lên súng gạo ở dưới mà nói chuyện. Thế này cháu có được. Như này là hơn một bát gạt rồi còn gì nữa. Đâu, mỗi một lần như thế. Hai lần như thế cơ mà. Chứ còn lấy một bát thì lại vui quá. Một bát này, à một bánh này được cân gạo. Làm gì? Hai bát, còn gạo này gạo ngâm rồi đúng không? Gần nửa cân. Gần nửa cân đấy. Gần nửa cân gạo, đây là gạo ngâm nó nở ra rồi đúng không? Xem còn được không? Nó phải gần nửa cân gạo là không ít đâu. Để ở đâu thì làm sao mà chuyện. Hay để quên ở đâu rồi? Một yến. 935 cái. Học bát 138 lắm thì cũng phải là 2 đồ đấy. Thì đấy chắc là đủ đấy. Được, ra cho ta cái đường. Ba lá. Ừ, ba lá độc ba lá. Ở nhà bố cho gói toàn 4 lá. 4 lá. Gói 3 lá. Gói lá gói 4 lá nó to. Thêm độn lá. Càng nhiều lá càng. Nhưng mà gói 4 lá bóc nó khó lắm. Bóc à, vẫn có mà lết của nó. Cơn bản là nó nhiều các cái sống này mà nó vào này, lúc mà bóc ra nó. Ai gọi điện? Ba lạt không? Hai lạt rồi. Giống như cả bánh đường tí lại không nhận ra. Không, chốc cái kia phải đánh dấu. Đánh dấu riêng thì. Đánh dấu riêng. Gói như của ông kia là hai cái lá nó cùng một đấy. Cùng vế, đây mình xoay 3 lá liền, 3 vế. Thằng nào ông cứ bảo mình gói trái tay. Trái là như nào vậy? Đây theo ông cái này đấy. Theo ông kìa. Cái này như này thì tức là đảo chiều lá đi. Không đảo, như này thôi. Hai cái, hai chiều vặn vào là vuông luôn. Đúng rồi, lá vặn hai chiều cái, hai cái ngược chiều nhau còn gì ạ? Đấy, ngon này. Hai cái vặn vuông luôn. Đấy, vuông phết nhỉ. Đấy. Cái này được bao nhiêu cái? Cho ông May được bao nhiêu cái rồi? 47, 48 cái rồi. Úi dồi ôi. Cháu chịu, cháu không gọi lại đâu. Cái này bánh. Cho ông gọi lại, cháu chịu, cho chị gọi mới. Mai sau đến đời... Quân Đồng Tiến mới lại chị bé thì chắc là không biết là còn gói như này không. Nhầm bệnh yếu khí đổi bột cho đây. Gói như này nó mới đúng chất Tết này. Sau này nó vẫn còn nhưng có cái là nó đời sống nó công nghiệp rồi nó khi nó trả điều kiện nó. Nếu như mà ở chung cư thì lấy đâu ở chỗ mà đun.
Ở đây còn có chỗ đun. Bánh chưng là phải đun củi. À, lấy đâu làm đun tự nhiên nó phải chuyển hóa. Bánh chưng là phải đun củi nó mới đúng chất bánh chưng. Không, kể cả củi kể cả than đun được hết. Than thì nó lấy đâu có chỗ để mà đun là quan trọng. Nhà của bà mới đặt vuông còn đua cái ban công trên đường thì còn chỗ nào đun. Còn không có ban công cơ, cửa sổ luôn cơ. Mai sau bánh chưng là nó cho vào lò. Ở dưới chỗ nhà ấy à. Cạnh nhà này để hội nó làm gì à. Không có mẹ ban công luôn. Cửa sổ là hết rồi. Ui dồi ôi. Chơi bốn lá gói cho chắc. Nhà nào mà với phải bánh thế là chỉ có vỏ. Đừng tưởng to mà vỏ. Trông bánh bé rồi. Đấy, hai bát đấy mà nó sao không xoay ngược lại mà xoay xoay nó đấy xoay nó lại vuông góc 90 độ đấy làm gì phải xoay nữa cứ để im lên gọi là lá nó im nhưng còn xoay nữa thì... ý là phải đặt lá ngay từ đầu đấy đây này đặt vuông như này này đặt lá chữ thập này luôn làm gì nữa ấp ấp bên kia vào cái này là xong cái gì đó kéo vào và cho cái đằng mà đầu lá trước cuống lá sau là mới đỡ bị gập. Ông may ông gói trong nhàn tinh thợ rồi đây là thợ rồi trông gói nhàn tinh bánh chưng nhưng mà gói lại cũng khổ bánh chưng rồi gói lại nó sổ hết rồi nó không nếu mà bánh đường thì được cho ra được bánh đỗ thì chịu nhỉ bánh đỗ này mà gói lại hơi mệt bánh đỗ thì thôi luôn bánh đỗ gói lại thì bánh đỗ thì tan rác pháo luôn cho vào lấu chè rồi dứt khoát tay đập cái này cãi thì nó mới xanh lốt vào kia cũng có rồi nó hở cái chỗ ấy ra là gạo nó không được xanh cùng chiều với kia ngược màu lá kinh nghiệm gói bánh mấy chục năm của ông cái đường này to thế nhỉ cái quả đấy chắc là kiểu vét nồi ấy mà mày không gọi nhé.